xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, huyện đảo Côn Đảo tập trung truy vết khoanh vùng. Hà Nội phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm khu dân cư vừa phát hiện chùm hơn 20 ca Covid-19. Vượt mốc 2.000 F0, Quảng Ngãi cấp tốc lập cơ sở điều trị thứ năm. Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên. Giáo viên mầm non sung phong tuyến đầu, em an toàn, cộng đồng mới an toàn. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19. Không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Xuất hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, huyện đảo Côn Đảo tập trung truy vết khoanh vùng. Ngày 20 tháng 11, thông tin từ huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, địa phương vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại huyện đảo. Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết, khoanh vùng dập dịch. Lãnh đạo huyện Côn Đảo cho biết, từ khi phát hiện trường hợp trên, cơ quan chức năng đã tiến hành giám sát theo dõi. Do người này đã tiêm ngừa hai mũi vaccine nên thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Trước đó huyện Côn Đảo chuẩn bị tổ chức đại hội khuyến học và đại hội chữ thập đỏ, các cơ quan chức năng đã thực hiện xét nghiệm tầm soát cho người dân ở một số khu vực theo mẫu gộp. Kết quả mẫu gộp có trường hợp nghi nhiễm là dương tính với SARS-CoV-2. Trong khi trước đó, một ngày người này đã tự đến xét nghiệm tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo cho kết quả âm tính. Ngay sau khi phát hiện trường hợp trên, cơ quan chức năng huyện đã tổ chức khoanh vùng, đồng thời tiến hành truy vết khẩn trương và gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để xét nghiệm khẳng định lại. Sáng ngày 20 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có kết quả mẫu xét nghiệm là dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin truy vết ban đầu chị PTNT hiện đang ở trọ tại khu bến đầm khai báo trước đó ngày 10 tháng 11 đã di chuyển vào Bình Dương tìm việc. Tuy nhiên chị T làm việc được ít ngày thì xuất hiện ca nhiễm cùng nơi làm việc nên đã trở ra côn đảo vào ngày 12 tháng 11. Những ngày kế tiếp sức khỏe của chị T vẫn bình thường. Ngày 18 tháng 11, chị T đến trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo yêu cầu xét nghiệm nhanh và vẫn có kết quả âm tính. Huyện Côn Đảo đang tiến hành khử khuẩn truy vết, thực hiện các quy định về phòng chống dịch, đồng thời báo cáo về tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và triển khai thực hiện. Hà Nội phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm khu dân cư vừa phát hiện chùm hơn 20 ca COVID-19. Lực lượng chức năng đã phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại một số tuyến phố thuộc phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng để phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng nay, lực lượng chức năng phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng đã phong tỏa toàn bộ lối đi vào ngõ Đỗ Hành và Vũ Hữu Lợi và một phần khu dân cư thuộc phố Nguyễn Thượng Hiền, Lê Duẩn để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hàng rào phong tỏa, biển thông báo được ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du treo ở một số khu vực trên phố Lê Duẩn để người dân hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Tính từ ngày 15 đến 18 tháng 11, đây là khu vực đã ghi nhận hơn 20 ca F0. Lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở khu vực bị phong tỏa người dân phải khai báo y tế trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai ở khu vực có nguy cơ tại phường Nguyễn Du để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Du cho biết, sau khi phát hiện ra hơn 20 ca F0, chính quyền phường đã tham mưu báo cáo với lãnh đạo quận tạm thời phong tỏa diện rộng lấy mẫu xét nghiệm hai lần để đánh giá tình hình nguy cơ. Ngoài những trường hợp F0 đã được đưa đi điều trị trong khu vực phong tỏa còn có những trường hợp F1 tự cách ly tại nhà để chờ đưa đi cách ly tập trung. Do đây là tuyến phố ngắn, trong địa bàn phường nhỏ hẹp, dân cư đông nên chúng tôi buộc phải phong tỏa và phải sàng lọc hai lần để đảm bảo an toàn cho người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Du nói. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội có tổng cộng 7.291 ca dương tính, trong đó 2.646 ca ngoài cộng đồng và 4.645 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở cấp độ dịch 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Hơn một tuần trở lại đây, Hà Nội có 5 ngày vượt mốc 200 ca nhiễm COVID-19. Từ ngày 17 tháng 11, Hà Nội thu dung điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, thí điểm cách ly các F1 tại nhà và tăng cường cách ly xét nghiệm đối với người từ các tỉnh thành phố khác đến về Hà Nội. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Vượt mốc 2.000 f0, Quảng Ngãi cấp tốc lập cơ sở điều trị thứ năm. Ngay khi tỉnh này ghi nhận số f0 vượt mốc 2.000 ca, sáng nay sở y tế Quảng Ngãi cho biết tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 36 ca mắc Covid-19, trong đó có 5 ca cộng đồng. Tính từ ngày 26 tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.213 ca mắc Covid-19, trong đó có 11 người qua đời. Khoảng 2 tuần qua, số người mắc COVID-19 tại Quảng Ngãi tiếp tục tăng cao, gây quá tải cho các cơ sở điều trị hiện có. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định khẩn về việc thành lập bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 5. Cơ sở 5 được thành lập trên cơ sở trưng dụng một phần trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh. Cơ sở này có quy mô 100 giường bệnh nội trú, chịu trách nhiệm thu dung điều trị cho người bệnh COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng thuộc tầng 1 theo mô hình tháp 3 tầng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bộ Y tế. Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi có 5 cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 đặt tại huyện Bình Sơn, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi. Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi hiện ở cấp độ 2, vùng vàng, ở quy mô cấp huyện có 6 đơn vị gồm Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ, Lý Sơn ở cấp độ 1, vùng xanh, 7 đơn vị còn lại là thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ, các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh và Nghĩa Hành ở cấp độ 2, vùng vàng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Phú Quốc đón đoàn khách quốc tế hộ chiếu vaccine đầu tiên. Theo kế hoạch khoảng 12 giờ hôm nay, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đoàn khách hơn 200 người là công dân Hàn Quốc đi trên chuyến bay từ sân bay Incheon đến cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ trải nghiệm chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Vinpearl với hành trình 4 ngày 3 đêm. Toàn bộ lịch trình của đoàn do đối tác chiến lược của Vinpearl là công ty du lịch Marketing Highland phối hợp với hãng hàng không Vietjet xây dựng đưa các du khách đã có hộ chiếu vaccine đến du lịch tại Phú Quốc. Theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch Kiên Giang, đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở cửa ngành kinh tế xanh của cả nước, khẳng định sức hấp dẫn của Việt Nam và năng lực đáp ứng dịch vụ du lịch cao cấp trong bối cảnh mới, hướng tới trải nghiệm du lịch sống trọn vẹn cho du khách Nam Châu. Du khách sẽ cảm nhận được một Việt Nam an toàn và hiếu khách từ khi được chào đón lên chuyến bay của Vietjet với nhiều hoạt động mang tới những trải nghiệm thú vị và bất ngờ trong suốt hành trình bay. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Giáo viên mầm non sung phong tuyến đầu, em an toàn, cộng đồng mới an toàn. Những giáo viên mầm non gác lại nỗi niềm riêng xung phong cùng tuyến đầu chống dịch COVID-19 với mong muốn mang lại hạnh phúc cho người dân. Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay là một ngày thật đặc biệt với những giáo viên của trường mầm non Bạc Liêu và mầm non Họa Mi. Các cô không tổ chức họp mặt liên hoan, không gặp gỡ những học trò thân yêu như mọi năm, mà thay vào đó là những chuyến đi lấy mẫu test COVID-19 xuyên đêm. Họ không quản khó khăn, hiểm nguy, hăng hái tham gia cùng lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Cô Nguyễn Thị Băng Tâm, giáo viên trường Mầm non Bạc Liêu phường 1 thành phố Bạc Liêu chia sẻ, cô tham gia vào đội tình nguyện viên test Covid-19 cộng đồng phường 1, đến nay đã được 10 ngày kể từ khi được thành lập với mong muốn chung tay góp sức cùng quê hương sớm đẩy lùi Covid-19. Ban đầu mình rất lo lắng, nhưng nếu như mình biết cách phòng ngừa sẽ hạn chế được nguy cơ lây nhiễm và đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với tình huống trở thành F0 bất cứ lúc nào bởi tham gia trực tiếp lấy mẫu cho người dân, cô Tâm chia sẻ. Cô Tâm chưa lập gia đình, đang ở cùng cha mẹ ruột đã lớn tuổi. Khi cô tình nguyện lên tuyến đầu đã tâm sự và nhờ người em gái chăm sóc cha mẹ già có bệnh nền để an tâm làm việc. Trong thời gian đi tình nguyện, cô Tâm không về nhà mà ở lại trường để đảm bảo an toàn cho người thân. Công việc có lúc vất vả khi phải thức khuya, nhưng vui khi thấy người dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, xếp hàng giữ khoảng cách an toàn, mọi người nói chuyện vui vẻ lạc quan, mình cảm thấy công việc không còn là nguy hiểm nữa mà trở nên quen thuộc. Cô Tâm tâm sự Cô Tâm trải lòng, có những lúc làm việc dưới trời nắng oi bức rất dễ bị say nắng, khó chịu trong người với bộ đồ bảo hộ. Còn những lúc trời mưa thì vất vả hơn nhiều. Cả nhóm phải chùm áo mưa, mang dụng cụ đến tận nhà dân để lấy mẫu test. Nếu mình ngại nguy hiểm thì công việc khó ai làm, mình tự nguyện sung phong lên tuyến đầu cũng là một trải nghiệm, vừa góp phần nhỏ giúp cho quê hương đẩy lùi dịch bệnh. Cũng là một thành viên trong đội tình nguyện viên test COVID-19 cộng đồng phường 1, cô Phạm Thị Mận, giáo viên trường mầm non Hòa Mi chia sẻ. Khi tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch của địa phương, cô cũng rất lo lắng vì các con còn nhỏ không có người chăm sóc, nếu lỡ bị nhiễm thì sẽ khó khăn hơn. Chồng em công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu nên đi trực suốt. Lúc trước anh trực khu điều trị F0 hầu như không về nhà. Thời gian này anh trực khu F1 nên thỉnh thoảng có về thăm con, nhưng cũng không được thường xuyên. Khi em đăng ký đi tình nguyện, ban đầu chồng không đồng tình vì không ai trông con nhưng sau đó anh vẫn đồng tình vì thấy mình quyết tâm và nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa. Từ đó, vợ chồng cùng nhau động viên, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Cô Mận tâm sự Những hôm cô Mận cùng đội tình nguyện đi lấy mẫu test cộng đồng, hai đứa con nhỏ phải gửi nhờ nhà chị gái chăm sóc, từ ăn uống đến lo cho cháu học online. Cô Mận chia sẻ thêm, ngày 20 tháng 11 năm nay là một ngày thật đặc biệt đối với các cô. Mọi năm các cô đều được quê quần bên học trò, ca hát vui vẻ, nhưng năm nay lại khác, bởi dịch bệnh COVID-19 không cho phép điều đó, những cô giáo đều gác lại niềm riêng, xung phong cùng tuyến đầu chống dịch. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.